Rồi, hôm nay em lên cho cả nhà mình một cái video mới nữa, là một cái giống lan mà rất nhiều anh chị em mình hỏi luôn nha, trong thời gian qua luôn nha. Rất nhiều anh chị em mình hỏi. Đó là cái Sincaron. Cái dòng Sincaron á thì trước giờ á nhiều anh chị mình rất là thích cái giống này, mà thông thường nhà vườn người ta ít có trồng, tại vì cái cây nó nhỏ, nhiều khi mình làm chậu to chậu khủng thì nó rất là lâu. Đó, thì cho nên anh em ít có ai trồng cái này lắm, nó lâu người ta trồng lô thôi chứ không có đồng thường, cho nên thị trường khan hiếm lắm. Cho nên anh chị em mình đặt hàng hôm nay thì có hàng ha. Sản phẩm hôm nay là ba cây là 180, bên em free ship cho cái nhà mình toàn quốc. Cái nhà mình nhận hàng chỉ nhận chỉ trả thanh toán là 180k, còn về phí ship thì bên em bao ship cho anh chị mình 180 cành anh chị ha. Rồi anh chị đặt hàng thì chậu phi 12, cây em quay trên video là một gang tay nha, một gang tay tức là 20 cm thôi. Hàng này có cây còn đứng ngọn, có cây đi ngọn anh chị ha. Tại vì em bán theo size chậu phi 12, cho nên cái nhà mình đặt hàng thì liên hệ giúp em số điện thoại 039 23 12398 các nha. Cái mặt hoa em để trên màn hình là mặt hoa của em đó luôn anh chị. Rồi cái màu hoa là màu đỏ cam, màu đỏ tím rất là đẹp anh chị. Một cái sự phối màu mà của cái hoa nó rất là lạ anh chị ha. Rồi anh chị em nào chưa có cái dòng Sincaron thì cái nhà mình đặt hàng giúp em ha, số điện thoại em để trên màn hình. Cảm ơn cả nhà mình đăng ký kênh ủng hộ kênh Vườn Lan Minh Thắng nè. Thì sắp tới em lên nhiều video mới nữa và một số giống lan khác nữa anh chị ha. Video sau sẽ lên cây 10 bích, dòng Dendro nắng 10 bích cho cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe anh chị.